Những ngày qua, nhân dân tỉnh Quảng Nam đã chung sức cùng chính quyền ủng hộ nhiều hiện vật, nhu yếu phẩm cho đồng bào và các chiến sĩ ngày đêm đang làm nhiệm vụ trong khu cách ly và các chốt chặn, từ đó tiếp thêm động lực trong cuộc chiến chống lại dịch COVID-19, không ai bị bỏ lại phía sau. Với lời kêu gọi từ các cấp chính quyền, ông Nguyễn Đăng Vân cùng với hai người khác trong hội cựu chiến binh thôn Phú Khuê đã đứng ra đi thu gom những quả bầu bí, cân gạo, trái cây, quả trứng của bà con trong thôn để ủng hộ đồng bào ở trong khu cách ly. Chúng tôi là chỉ có ba anh em cho nên chưa, bây giờ nhân dân đăng ký ủng hộ nhiều lắm nhưng mà chúng tôi chưa có điều kiện để đi thu gom. Thì chúng tôi đã có cái vận động nhu yếu phẩm để rồi hỗ trợ kịp thời cho các cái đối tượng mà đang ở khu vực cách ly để rồi chia sẻ một phần khó khăn với nhà nước để rồi tạo cái điều kiện có cái đời sống của các hộ nơi cách ly nó đảm bảo tốt hơn. Từ đầu mùa dịch đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam liên tục nhận được sự đóng góp của các tổ chức cá nhân, nhân dân trong và ngoài tỉnh gửi đến ủng hộ công tác phòng chống dịch ở địa phương với tổng số tiền hơn 3,5 tỷ đồng. Mới đây, đơn vị vừa chuyển hơn 1 tỷ đồng từ nguồn kinh phí ủng hộ phòng chống dịch cho 14 huyện, thị xã, thành phố để hỗ trợ người dân đang cách ly.